cô. Là cô hả? Quạt tôi đúng không? Cô bình tĩnh đi. Nó chỉ là nước thôi. Nước hả? Cô thấy chưa? Người đàn ông nói yêu cô, muốn cưới cô, thì trong lúc nguy cấp chỉ quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô mà thôi. Theo cô nghĩ, hắn có yêu cô thật không? Cô không được yêu thì thôi, lại cố tình phá hoại chuyện tình cảm của chúng tôi đúng không? Loại người như anh mà cũng xứng đáng nói tới chuyện yêu sao? Chỉ là tôi không muốn có thêm bất cứ cô gái nào vì lời dụ dỗ ngon ngọt của anh mà đau khổ như tôi mà thôi. Khánh Nhân à, đừng nghe lời cô ta. Cô gái, em còn trẻ, hắn đã bỏ vợ để theo em được thì cũng bỏ em để theo người khác được mà thôi. Huống hồ trong lúc nguy cấp hắn cũng đâu quan tâm gì tới em đâu. Nghe nói Khánh Nhân, nghe nói đi bà. Tôi đâu có mượn cô giúp. Nè, vợ chồng bỏ đi giúp ai hả? Sao? Anh, tôi xin anh. Sao? Thấy chưa? Người tôi yêu luôn tin tôi. Còn cô, bớt làm cái trò tào lao lại. Kẻ không được yêu thì mới là người thứ ba. Hiểu chưa? Con, con ăn nhiều vô đi, còn ăn cho cháu của mẹ nữa đó. Nghe lời của mẹ đi, mẹ của anh nói gì cũng đúng hết á. Gia đình hạnh phúc quá ha. Không biết tôi có làm phiền cả nhà không ta? Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà không ngờ mặt dày như vậy. Cô về đây làm gì? Trời ơi anh Thịnh, anh mới 30 mà anh nhanh quên quá hả? Căn nhà này là do tôi và anh chung tiền vào mua. Nếu mà có đi á, thì người khác đi chứ không phải là tôi. Lão! Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mất công mẹ là lên cơn đau tim á. Với người như vậy, mẹ không có cần tốn nước bọt chi cho mệt đâu mẹ. Đó, thấy chưa? Đó là lý do mà tại sao tôi chán cô. Người ta thì dịu dàng, từ tốn, ngoan, có mèo con. Còn cô thì sao? Cứ ngắt như khúc gỗ, lúc nào cũng cao cao tại thượng. Đàn bà ra ngoài làm kiếm tiền cho lắm vô, để làm cái gì? Kêu nhà phục vụ chồng con thì không chịu. Wow, đáng khen cho con mèo con của anh.